Hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người có giống như Ngân không? Là Ngân gọi điện cho người yêu của mình, gọi tới 8-9 cuộc nhưng mà anh ấy vẫn không nghe máy, vẫn không bắt máy. Thì hỏi ra là làm sao thì anh ấy nói là anh ấy để chế độ im lặng hoặc là anh ấy đang làm việc gì đó và không nghe tiếng chuông điện thoại của mình. Thì nếu lỡ một ngày nào đó mà bạn đang có một cái việc thật sự rất là gấp, mình muốn gọi điện và cho anh ấy nghe máy liền thì các bạn phải làm sao? Ngân khá là khó chịu với chuyện này nên thế là Ngân đã biết được một cái thủ thuật giúp cho Ngân là gọi điện cho anh ấy từ cuộc thứ hai tới ba trở đi, mặc dù cho anh ấy là để chế độ im lặng nhưng anh ấy vẫn nghe tiếng chuông điện thoại của mình và nghe máy. Đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào cái trang web này, thì cái đường link của trang web này Ngân sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Đó, các bạn sẽ thấy là mình sẽ phải đăng nhập liên kết vào Google hoặc là Facebook của mình. Ngân sẽ chọn là Google của mình. Ok, các bạn đợi một xíu nhé. Đấy, các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện ra giao diện chính như thế này. Thì các bạn chọn vào phần là My Applet bên trái. Sau đó tiếp tục chọn vào phần New Applet. Và chọn vào chữ Đích giúp Ngân nhé. Sau đó mình sẽ chọn cái hệ điều hành mà mình muốn cái chiếc điện thoại đã tăng âm lượng á, như là hệ điều hành Android. Thì tùy theo là chiếc điện thoại đó hệ điều hành gì ha các bạn ha. Đây, Ngân sẽ chọn vào Android Phone Call và chọn vào phần Phone Call Music. Và lưu ý là các bạn sẽ nhập cái số điện thoại của mình vào đây để là khi mà cái số điện thoại của mình gọi đến á, nó sẽ tự động bật nhịp chuông lên cho mình luôn. Đấy, mặc dù là cái chiếc điện thoại đó dù là để cái chế độ im lặng, các bạn sẽ retake trigger. Và xong phần Dish thì chúng ta sẽ chọn tiếp tục là phần Dash, cũng nhập vào chế độ Android. Sau đó các bạn sẽ thấy là Android DVC, chọn vào đây và chọn vào nút Set Return Volume. Các bạn tùy chọn cái volume là nó tăng bao nhiêu phần trăm, như là 30-40 thì Ngân sẽ chọn là 100% khi số điện thoại của Ngân gọi đến. Sau đó là Reaction. Ok, như vậy là xong rồi, chúng ta sẽ bấm chữ Finish. Và điều cuối cùng chúng ta cần làm đó là truy cập vào CH Play của điện thoại của người đó. Tại ứng dụng IFTTT về máy, Ngân đã tải về rồi nên là chỉ việc mở lên thôi. Đấy. Các bạn nhớ là cái điện thoại này phải là cái điện thoại của đối phương nha các bạn nha. Rồi, các bạn vào phần đây, góc bên phải nha, các bạn nhấp vào và chọn vào cái phần If phone call message from số điện thoại của mình. Khi gọi đến là chuông điện thoại sẽ vang lên 100%. Nhấp vào đây và bật chế độ on lên, như thế là ok rồi. Video của Ngân kết thúc rồi và những cái thủ thuật trên sẽ giúp cho các bạn là gọi điện cho người khác dù cho người đó có bật chế độ im lặng thì vẫn nghe tiếng chuông điện thoại của các bạn. Như thế thì mình sẽ gọi điện được cho người đó ha các bạn ha. Thì nếu thích hay thì các bạn nhớ like, share and subscribe cho Ngân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.